Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Israel muốn đóng cửa biên giới giữa Gaza và Ai Cập tới khi xung đột kết thúc. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng biên giới giữa giải Gaza và Ai Cập phải bị đóng cửa cho tới khi xung đột với Hamas chấm dứt. Theo CNN, trong ngày 13 tháng 1, ông Netanyahu đã có buổi họp báo đánh dấu ngày thứ 100 của xung đột Israel và Hamas xảy ra tại đây thủ tướng israel cho rằng khu vực phân cách lãnh thổ palestine với lãnh thổ ai cập hay còn gọi là hành lang philadelphia cần phải đóng cửa cho tới khi giao tranh chấm dứt chúng tôi không thể hoàn tất chiến dịch của mình nếu không đóng cửa hành lang philadelphia chúng tôi sẽ tiêu diệt hamas và phi quân sự hóa ra gaza để đạt được mục tiêu này chúng tôi phải đóng cửa khu vực biên giới để ngăn vũ khí tiếp tục tràn vào gaza ông netanyahu nói thủ tướng netanyahu tiết lộ giới chức quân sự israel đang thảo luận về các biện pháp tiếp tục khu vực hành lang biên giới nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng Hành lang Philadelphia là giải đất dài khoảng 14 km, đóng vai trò là đường biên giới giữa giải Gaza và Ai Cập. Trong tuyên bố của mình, ông Netanyahu cũng nói rằng người dân Palestine phải sơ tán khỏi miền Bắc giải Gaza sẽ không được trở lại khu vực này cho tới khi cuộc xung đột kết thúc. Bạn đưa dân thừa ra khỏi vùng chiến sự và sẽ không đưa họ trở lại khi vẫn còn nguy cơ ở đó. Điều này phù hợp với các luật pháp quốc tế, ông Netanyahu cho biết. Trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hamas chưa có dấu hiệu kết thúc, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Mỹ quyết định tập kích lực lượng Houthi ở Yemen. Nguồn tin của tờ New York Times ngày 13 tháng 1 tiết lộ, đợt tập kích mới nhất của Mỹ và đồng minh đã làm giảm 30% năng lực tác chiến của Houthi. Tuy vậy, việc tìm kiếm các mục tiêu của lực lượng này tương đối khó khăn và phần lớn vũ khí của Houthi đều có khả năng cơ động. Cơ quan y tế Gaza cho biết đã có 23.843 người Palestine thiệt mạng và 60.317 người bị thương kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra. Liên Hợp Quốc kêu gọi Liên bang Israel giảm leo thang căng thẳng ở biên giới. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, chúng tôi tiếp tục kêu gọi tất cả các bên ngừng bắn vì mỗi ngày giao tranh sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra cuộc xung đột lớn hơn và tàn khốc hơn. Ngày 13 tháng 1, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các hoạt động hòa bình, ông Jean-Pierre Lacroix đã kêu gọi Liban và Israel giảm leo thang căng thẳng ở khu vực biên giới. Hãng thông tấn quốc gia NNA của Liban cho hay, ông Lacroix đưa ra lời kêu gọi trên vào cuối chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Liban. Trong một tuyên bố, ông Lacroix nhấn mạnh, chúng tôi tiếp tục kêu gọi tất cả các bên ngừng bắn vì mỗi ngày giao tranh sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn hơn và tàn khốc hơn. Phó tổng thư ký Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về sự leo thang dọc đường xanh khu vực đánh dấu biên giới giữa Liban và Israel, đồng thời nói rằng các cuộc xung đột có nguy cơ leo thang nguy hiểm hơn và các bên cần phải tránh điều này. Ông Lacroix cho hay kể từ khi giao tranh bắt đầu nổ ra giữa hai bên, hàng chục dân thường và nhà báo đã thiệt mạng và bị thương, trong khi các vị trí của phái bộ giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc tại bang đã bị tấn công nhiều lần, khiến ba nhân viên gìn giữ hòa bình bị thương. Ông Lacroix một lần nữa nhắc nhở tới các bên liên quan về nghĩa vụ của họ là tránh gây tổn thất cho dân thường cũng như nhân viên và cơ sở của Liên hợp quốc. Ông cũng kêu gọi các bên xung đột ngừng bắn tiếp tục tuân thủ nghị quyết 1701 của Liên hợp quốc và nỗ lực hướng tới một giải pháp chính trị và ngoại giao lâu dài, cho rằng đây là cách duy nhất để đạt được hòa bình bền vững. Trước đó ngày 9 tháng 1, trong cuộc gặp gỡ với ông Lacroix, thủ tướng tạm quyền của Liên bang, ông Najib Mikati khẳng định Beirut sẵn sàng đàm phán về sự ổn định lâu dài ở khu vực biên giới phía Nam với Israel và kêu gọi một giải pháp hòa bình lâu dài tại khu vực biên giới với Israel. Tuy nhiên ông Mikati không cho biết tình hình cụ thể hình thức đàm phán mà Liên bang muốn thực hiện là trực tiếp hay qua trung gian. Tuyên bố của Thủ tướng tạm quyền Liên bang được đưa ra trong bối cảnh khu vực biên giới Liên bang Israel đã và đang chứng kiến căng thẳng ngày càng gia tăng kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2023, sau khi phong trào vũ trang Hezbollah của Liên bang bán hàng chục quả tên lửa về phía Israel để ủng hộ cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas vào Israel hôm ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến Israel đáp trả bằng các nã pháo hạng nặng về phía đông nam Liên bang. 100 ngày xung đột Israel-Hamas, cục diện Trung Đông ngày càng rối ren phức tạp. Hôm nay ngày 14 tháng 1, cuộc xung đột đẫm máu giữa Israel và lực lượng Hamas tại giải Gaza bước sang ngày thứ 100. Hơn 3 tháng qua, chiến sự đã cướp đi mạng sống của ít nhất 25.000 người thuộc cả hai phía, hầu hết là dân thường, đồng thời đầy toàn bộ khu vực Trung Đông và một cục diện khủng hoảng cực kỳ phức tạp, rối ren và bất định chưa từng có. Chiến sự đẫm máu với những tổn thất nặng nề cho cả hai phía Thống kê mới nhất của cơ quan y tế Palestine tại giải Gaza cho biết, tổng thương vong trong chiến dịch tấn công tổng lực của quân đội Israel vào vùng đất này kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã lên tới gần 24.000 người chết và 61.000 người bị thương. Ngoài ra còn khoảng 7.000 người thuộc diện mất tích và nhiều khả năng cũng đã tử vong dưới các đống đổ nát do các cuộc không kích gây ra. Đây là số thương vong lớn nhất vì chiến sự tại giải Gaza trong 3 phần tư thế kỷ qua. Đáng nói hơn, hầu hết thương vong là dân thường, trong đó trẻ em và phụ nữ chiếm tới 70%. Không chỉ có vậy, chiến dịch tấn công cùng với chính sách bao vây và phong tỏa giải Gaza của Israel còn khiến hơn 2,3 triệu dân cư vùng đất này đang phải sống trong các điều kiện cực kỳ khó khăn là thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt, thiếu lương thực, thiếu thuốc men, không được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế. Truyền thông khu vực và quốc tế cho biết, kể từ đầu chiến sự đến nay, toàn bộ hoạt động kinh tế tại giải Gaza bị tê liệt và 100% trẻ em không để đến, đến trường. Đặc biệt tình trạng nhân đạo tại Gaza đang ở mức tồi tệ chưa từng có. Về phía Israel, cuộc tấn công do Hamas tiến hành vào miền nam nước này sáng ngày 7 tháng 10 năm 2023 khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng, 240 con tin bị bắt giữ. Sau 99 ngày xung đột, phần lớn số con tin vẫn chưa được phóng thích, trong khi có thêm gần 200 lính Israel được xác nhận từ trận tại Gaza. Đặc biệt lần đầu tiên sau đúng nửa thế kỷ, toàn bộ nước nước Israel bị đặt trong tình trạng chiến tranh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao, giáo dục của quốc gia này. Đối lập quân sự và khủng hoảng an ninh lan rộng khắp Trung Đông. Đáng quan ngại hơn, cuộc xung đột Israel và Hamas đã và đang gây ra những hệ lụy nguy hiểm về an ninh với toàn khu vực Trung Đông. Tại khu vực biên giới giữa Israel và Liban, một ngày sau khi Israel phát động chiến dịch không kích vào Gaza, hôm ngày 8 tháng 10 2023, lực lượng Hezbollah tại Liban đã nã phá và trang trại Sheba do Israel kiểm soát nhằm chia lửa với người Palestine ở giải Gaza, chính thức khơi mào cho đợt giao tranh ác liệt qua biên giới kéo dài gần 100 ngày qua giữa Hezbollah và quân đội Israel. Tổng thư ký Habola Hassan Nasrallah tuyên bố nhóm này sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến tranh không giới hạn với Israel. Trong khi đó, Israel đã tăng cường hàng chục nghìn binh sĩ về khu vực biên giới phía Bắc, đồng thời sơ tán toàn bộ dân cư sinh sống gần đường biên giới phía băng nhằm sẵn sàng cho một kịch bản đối đầu quân sự quy mô lớn với Habola. Các cuộc bắn phá qua biên giới giữa hai bên đã cướp đi mạng sống của gần 200 người, chủ yếu là phía Lebanon và ngày càng tiến gần hơn tới giới hạn của một cuộc xung đột vũ trang toàn diện tương tự như cuộc chiến mùa hè năm 2006, khiến hàng nghìn người thương vong. Một hệ lụy nguy hiểm khác từ cuộc chiến tại giải Gaza là khiến cho bất ổn gia tăng nghiêm trọng tại khu vực Biển Đỏ. Khoảng một tháng rưỡi sau khi chiến sự bùng phát tại Gaza, từ cuối tháng 11 năm 2023, nhóm vũ trang Hồi giáo giàu thực lực và đang kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn tại Yemen là Ahouti đã liên tiếp tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa tầm xa hướng về phía lãnh thổ Israel, đồng thời thường xuyên phát động các cuộc tấn công bằng cả tên lửa, máy bay không người lái và tiếp cận trực tiếp các tàu thương mại lưu thông trên biển đỏ mà nhóm này cho là có liên quan tới Israel. Ahu thì công khai tuyên bố rằng các cuộc tấn công này nhằm mục tiêu gây sức ép buộc Israel phải ngừng chiến dịch tàn sát người Palestine ở giải Gaza. Đỉnh điểm căng thẳng là ngày 8 tháng 1 năm 2024, nhóm vũ trang thân Iran này mở cuộc tấn công quy mô lớn với 18 máy bay không người lái và 3 tên lửa chống hạm nhằm vào một tàu của Mỹ tại Biển Đỏ Ba ngày sau đó, đêm 11 tháng 1, quân đội Mỹ cùng các đồng minh tham gia liên minh hải quân mang tên Người bảo vệ thịnh vượng vừa được thành lập cuối năm 2023 tại Biển Đỏ để đối phó với mối đe dọa từ chính Houthi để tiến hành không kích vào hàng loạt mục tiêu của Houthi trên lãnh thổ Yemen, chính thức mở ra một mặt trận đối đầu quân sự mới tại Trung Đông. Ngoài hai điểm nóng trên, chiến sự tại Gaza có làm bùng phát vòng xoáy bạo lực nghiêm trọng tại khu vực bờ Tây, khiến hàng nghìn người Palestine thương vong, đồng thời kéo theo làn sóng tấn công vũ trang với tần suất chưa từng có nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq và Syria. Chỉ hết một số nhà phân tích cho rằng cuộc xung đột còn đang tạo ra cơ hội cho chủ nghĩa khủng bố trỗi dậy mạnh mẽ tại Trung Đông. Đứng đầu là tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, thủ phạm của vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Iran hôm ngày 3 tháng 1 vừa qua, khiến hơn 300 người thương vong cục diện, rối ren, phức tạp và khó đoán định. Ngoài tác động trực tiếp tới an ninh khu vực trên thực địa, cuộc xung đột giữa Israel và Hamas còn khiến nhiều mối quan hệ bang giao quốc tế rơi vào tình trạng khủng hoảng. Trong đó, nhà nước Israel ngày càng bị cô lập, thậm chí là bị thù ghét ở không chỉ khu vực Trung Đông mà còn tại nhiều nơi trên thế giới. Trong các phản ứng công khai thuộc nhiều bối cảnh khác nhau, thế giới ả rập các quốc gia hồi giáo và nhiều nước bên thứ ba đã phản đối và lên án chiến dịch tấn công của israel và giải gaza với nhiều ngôn từ mạnh mẽ trái ngược hoàn toàn với quan điểm của mỹ và một số quốc gia phương tây coi chiến dịch tấn công của israel là hành động tự vệ ả rập xê út đã quyết định định lại vô hạn thời gian tiến trình làm phán bình thường hóa quan hệ với israel trong khi một số quốc gia triệu hồi đại sứ tại tel aviv về nước để bày tỏ sự phản đối Đáng chú ý Bolivia trở thành quốc gia đầu tiên cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel, trong khi Nam Phi khởi kiện lên tòa án công lý quốc tế với cáo buộc Israel phạm tội ác diệt chủng tại Gaza. Đặc biệt một số khảo sát chỉ ra rằng tâm lý thù hận người Israel đang tăng lên một cách đáng lo ngại trong dân chúng các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo.